Không ngờ đi ra ngoài á thì có nhiều người ta lấy đồ luôn bà cô chú. Chừng mấy chồng bà cô chú. Hôm nay nhà Trân bán đồ nè ông bà cô chú. Đây, Trân quay cho ông bà cô chú xem nha. Đây, đây là những gì mà nhà Trân sale bán nè. Đây. Quần áo nữa Trân để trên bàn nè, ông xã Trân ngồi coi nè. Quá trời người mua rồi đó. Bức tranh nè. Đây. Cái này nhà Trân chưa xài luôn á, slow cooker ông xã cho ông mua cho Trân. Bán vừa cho đó ông bà cô chú nên rất là rẻ luôn ha. Đây là những cái gì mà miễn phí nè. Trân để ở đây cho ai muốn lấy gì thì lấy ha. Quần áo những cái gì mà cũ á. Ông xã cho bó tay luôn, còn ông đi cho người ta nữa kìa ông bà cô chú, kêu ông coi cho Trân tí xíu mà hả ra hả thấy đồ thì hết mà tiền thì ông thấy. Còn ông đem đi ông cho người ta kìa, người đi giao thư á đó. Đó ông mang đồ qua ông cho người ta kìa, chịu nổi không? Đó lấy rồi đó. Đây. Mời bà cô chú xem thăm cái vườn của nhà Trân nè. Đây hoa nó nở ra rồi nè. Wow, đẹp chưa? Quá chừng luôn. Cây khoai tây nè, chuẩn bị thu hoạch lần hai. Cây quế. Wow, đậu đũa nè. Nay ra hoa rồi, chuẩn bị rồi. Ra hoa nè. Wow. Cái chậu hoa nhà Trân nè. Và nguyên cái vàng cà chua nữa nè. Chắc là cà chua nhà Trân ăn không được rồi đó. Quá trời trái to quá chừng luôn nè, mà nó chưa có chín không bà cô chú, mà giờ nhà Trân sắp sửa chuyển đi rồi. Đây đẹp chưa nè. Wow, nhưng mà ông xã Trân thì ông thích trồng vậy đó, đó có ăn được gì đâu nè. Wow, trái nào trái nấy nè, xum xê quá chừng luôn nè, cưng ghê. Wow, đẹp chưa nè ông bà cô chú. Trân nói ông hái vô đi để cho nó chín, mà ông không chịu, ông nói chừng nào cho nó chín cây ăn nó mới ngon, nên hả không tới lượt mình để ăn rồi, cho người kế tiếp thuê cái nhà này ăn ha. Đó, ông trồng mua về ông trồng, ông thích ông trồng gì đó nè. Công phu của nhà Trân nè, ngày nào hai bạn nhỏ con Trân cũng hở ra tưới nước giờ đơm quá trời trái luôn. À, vẫn còn hoa quá trời nè ông bà cô chú. Sai. À, cưng quá trời cưng luôn nè. Wow. Thơm lắm bà cô chú. Thơm mùi cà chua trên cái tay của mình luôn, chân đụng như cái lá nè. Ừ. Mùi nó nồng ghê luôn. Nay trời nắng đẹp lắm bà cô chú. Này. Hy vọng là hôm nay mua may bán đắt nè. Này nhà chân mở cửa ra bán những cái đồ trong nhà nè ha. Người ta tới người ta lựa nè ông bà cô chú. Khách tới nè ông bà cô chú, quá chừng luôn nè. Cái bàn gỗ này Trân bán chỉ có 20 đô mà không ai khiêng nè ông bà cô chú. Gỗ luôn đó. Cái này mà ở Việt Nam mình là có giá trị lắm luôn á. Mà bên Mỹ này không ai mua. Cái ghế da này nè. Trân bán cũng có 20 đô mà không ai mua nè. Cái tủ Trân dọn ra hết ở ngoài để Trân bán nè. Tủ này cũng nặng lắm luôn á. Trân bán này 30 đô nè. Tivi trong giường của ông xã Trân bán rồi nè. Còn cái này nè. Em bán cũng 30 đô mà chưa ai khiêng. Cái giường này có người mua rồi nè. Bên này cũng có một cái tủ nữa, chân bán có người mua rồi. Giờ còn lại cái kệ đầu giường với lại cái đèn. Chưa ai mua. Là nguyên cái bộ giường của nhà Trân nè. Mà người ta mua riêng lẻ, người ta không có mua đi nguyên bộ mới ghê chứ. Nhìn rất là đẹp luôn á, mà không ai mua nguyên bộ. Mua cái giường, họ thích cái giường massage, họ thích cái giường xoa bóp ha. Xin chào ông bà cô chú hay con. Bà cô chú chị em Hôm nay Ly ba ma bán ghế cho mẹ nha. Hôm nay mẹ bán cái ghế này nè. Bán 50 đô mà chưa có ai khiêng nè ông bà cô chú. Ghế da nè. À, phải cho con cái micro ha. Ghế này nữa nè ông bà cô chú. Ghế nệm luôn.
Cái này nhỏ 50 đô, cái này lớn chẳng bán 60 đô mà chưa ai mua nè. Giảm giá quá chừng luôn. Đi ba ma con nói, ông bà cô chú mua ghế sofa. Mua ghế sofa Cha mẹ con. cho mấy con Giỏi quá. Mẹ con bán rất là rẻ luôn. lên cho lên Canada là mày bán cho đi Canada nhé. Mẹ bán để có tiền đi du lịch Canada chơi ha. Hi, how are you? You finished with that already? You finished selling already? Yeah. Okay, I see. You selling tomorrow too? No, All done? all That's fast. done. Honey. Giày ông xã Trần này, ông bà cô chú Johnson and Murphy nè. Đó, cái này giày này là giày cho những tổng thống nó mang nè. Mặt na này. Spain. Toàn là những cái thương hiệu nổi tiếng không à, 100% da thiệt. Này là mới nguyên bản luôn nè. À, này mới luôn nè. Sheepskin Johnson nữa inside. nè. Sheepskin. This is sheepskin hả? It's right there. Oh wow. Sheepskin, ông xã cho ông nói này là da của da cừu luôn đó ông bà cô chú. Mà ông mang chỉ có một hai lần thôi à. Giờ nhiều giày quá nên ông lấy, ông bỏ ra ông bán nè. Chân kể ông bà cô chú nghe. Ở Mỹ á, thường á, mình đi mình chuyển nhà như ông xã Trân á, chuyển từ bang này qua bang khác á, hoặc là ông xã Trân mỏng mà chuyển nhà thì ổng sẽ cho hết đồ, bình thường là ổng cho hết đồ, nhưng mà qua bên này nhà Trân không có biết ai á, nên là bán. Thường thì người Mỹ người ta cũng là bán garage sale trước nhà vậy nè, bán được gì thì bán, còn không thì sẽ đem cho từ thiện ha. Nhưng mà thường ở cho đem từ thiện thì mình phải có cái xe to để mình mang hết những cái đồ để mình cho, còn nhà Trân xe nhỏ quá nên Trân nói là bán trước rồi cái gì mà còn lại á thì Trân sẽ để ra ngoài để miễn phí, ai muốn tới lấy thì lấy, còn mà ai mà không lấy nữa ngày cuối cùng á Trân chuyển ra khỏi đây á thì nhà Trân sẽ cho người thuê người, cái đó mình phải trả tiền thuê xe chở người, cho người tới để mà cho đồ tới những cái nơi từ thiện á, để người ta dùng cái đó người ta bán và người ta làm từ thiện ha. Đó là cái cách mà người Mỹ người ta cho đồ và bán. Nhà Trân thì bán rất là rẻ luôn, giống như là nguyên cái bộ giường của Libama và Victor trên phòng á, Trân bán chỉ có 20 đô thôi, bao gồm luôn cái nệm nè, cái giường nè, gồm hết luôn, vừa bán vừa cho. Còn cái giường massage của nhà Trân á, là Trân mua mấy ngàn á, nhưng mà giờ Trân bán lại cũng chỉ có 200 mấy à, rất là rẻ luôn, vừa giống như vừa bán vừa cho vậy đó. Còn cái tủ đông đủ đồ nè, bán coi nó là 1/2 giá thôi, nên nó họ nhiều người ta rất là thích đi mua những cái kiểu như thế này hả, mà nhà nào mà họ thấy mà có để cái bảng mà bán đồ như vậy nè là rất là nhiều người vô mua luôn ha. Nhưng mà có một cái thực tế như vậy nè ông bà cô chú, ở Mỹ á, thì không ai cũng không phải ai cũng thật thà ha. Lần đầu tiên Trân mới trải nghiệm thì Trân thấy rất, hồi sáng này nè có rất là nhiều người tới mua đồ luôn, thì Trân mới dắt một số người đi vô trong nhà coi những cái đồ nội thất bên trong, nhưng mà không ngờ đi ra ngoài á, thì có nhiều người ta lấy đồ luôn ông bà cô chú. Ông xã Trân nói với ông xã Trân, ông nói thì cái đó là chuyện bình thường mà, nhưng mà lần đầu tiên Trân mới trải nghiệm như vậy Trân mới thấy là bất ngờ, thấy là sốc luôn á. Tại vì trời ơi cái nữ trang trang sức đồ Trân để đó, Trân thử thôi nha, tại vì ông xã Trân nói mà Trân không có tin nên Trân thử, Trân để cái đồ giá trị ra, Trân để đó có nhiều người tới coi coi xong mà hỏi trả giá, nhưng mà Trân nói giá này giá tốt rồi nên Trân không có giảm. Không ngờ là họ lấy luôn đó ông bà cô chú, lấy đi luôn á, lấy đi cái chiếc nhẫn và lấy một cái hộp đồ nghề của ông xã Trân, trị giá của cái đó là Trân bán á, để ở đây bán là 50 đô, còn cái chiếc nhẫn Trân bán cũng là 50 đô luôn mà họ lấy đi mất tiêu luôn. Nên ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia ha, chứ không phải là Mỹ là ai cũng họ thật thà thẳng thắn thật thà rồi đồ đâu, sai lầm á, đâu cũng có người này người kia luôn. Trân nói mà họ những người mà tới mua á, họ nói là rất là chuyện bình thường, ở đâu cũng phải có người này người kia hết á, nên không có gì là ấy hết á. Nhưng mà tại vì mình không có để ý á, với lại mình bận quá, đông khách quá, mà hai vợ chồng chia nhau ra dắt nhau vô rồi nè mà vẫn không kịp á, đông quá là đông. Tại vì họ tới giống như là cái thời gian từ 10 giờ, 11 giờ tới 12 giờ, đông quá trời luôn. Thì hai vợ chồng chia nhau ra mà cuối cùng không được, vẫn là mất đồ. Nên ông xã Trân nói thì cứ nghĩ là của đi theo người đi thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình chỉ nghĩ là bình thường là ở Mỹ là không có như vậy, nhưng mà thực tế là ở đâu cũng có người này người kia, cũng có những người xấu người tốt. Cần chỉ muốn chia sẻ như vậy với ông bà cô chú hôm nay thôi. Mình cảm ơn cả nhà ha.
ở nhà xem video. Nếu thích thì nhớ nhấn nút like, share, đăng ký kênh cho gia đình Trân nha. Nên cảm ơn. Đây những cái quần, những cái quần áo nè ông bà cô chú, áo nè. Ông xã Trân ổng khoái mua đồ trên mạng á, nên ông mặc chỉ có một lần thôi à, vẫn còn mới tinh tươm luôn. Thì Trân để ra bán nè, mỗi cái một đô, mỗi cái một đô nè, nhìn nè còn mới tinh luôn đó. Những cái quần này nè mua mà Trân chưa mặc bao giờ luôn nè, một đô, một đô rất là rẻ luôn ha. Đây quá trời luôn, đầy nhóc luôn mà giờ họ bán hết rồi. Tại vì quá rẻ. Cái này mà cả nhà mà đi vô những cái chỗ mà bán đồ rẻ rẻ họ bán cũng bèo nhất là phải 5 đô một cái, Trân bán có một đô, vừa bán vừa cho nè. Nào mà cô chú, cái tách này nè rất là đẹp luôn nè, Trân mê lắm luôn á mà không có mang theo được nguyên một cái bộ luôn nè. À, mà Trân bán chỉ có 5 đô nè. Ông bà cô chú nhìn vô nè, không biết có thấy không ta, đó thấy một cái hình phụ nữ luôn nè, của người Nhật Bản luôn ha. À, những cái bộ tách bộ ly nè, nguyên một bộ vậy Trân mua quá trời tiền luôn mà giờ bán chỉ có 5 đô thôi đó. Màu vàng luôn, nhìn rất là đẹp cái nhà ha. Ly rồi nè, ông xã cho ông bán hả 6 đô, một 6 đô cho 7 cái ly. Trân bán là một cái một đô đó mà ông bán 7 cái, ông tặng vừa bán vừa tặng. Cái bánh lái của ông xã Trần này, cái xe của ông tháo ra ông bán. Ông bỏ mà hở Trần nói để bán thì ai cần thì người ta lấy, người ta đem về. Nhiều người ta tới người ta cũng bất ngờ nữa. Tại vì ông thích mua những cái đẹp hơn á, ông gắn vô. Còn cái này cái nguyên bản của nó nè. Này nè, nấu còn nguyên luôn nè, chưa cui thùng luôn. Trần bán có 10 đô mà vẫn chưa có ai rinh nè. Bán nãy giờ cũng được tương đối rồi ông bà cô chú. Nói chung là mất cái này cũng được cái kia sao, quá chừng người mua vô quá chừng luôn. Mà ông xã cho ông bán rẻ quá trời rẻ luôn. Ai chồng giống như nói cái quẹt á là hả 20 đô một cái. Ai vô ông nói 5 đô một cái. Còn tivi nhà Trân á, Trân nói với ông là hả 30 đô cho một cái tivi. Ai người ta vô hả hỏi ông dắt mà ông mà dắt đi coi là hả ra còn ở nửa giá. Trời ơi. Người ta trả tiền, Trân hỏi ông ủa có 10 đô rồi hả? Ông nói à, rồi xong, vậy đó. Tại vì ông nói bán cho nhanh cho gọn, vừa bán vừa cho đó ông bà cô chú. Tivi đồ mà ông bán có 10 đô một cái, 20 đô một cái lớn nhất á, 55 đô ông bán 20 đô một cái tivi đó ông bà cô chú. Ở Mỹ đó. Thì thay vì ông cho, bình thường cho không mà chỉ tự nhiên ở bên này thì nhà cho không có quen biết ai nên nó hở đem ra và bán vậy chứ. Nên đó là cái cách mà người Mỹ người ta chuyển nhà đó ông bà cô chú. Cái đó là họ tính toán vô trong cái chi phí của họ luôn nên họ không có quan tâm giá cả. Chỉ cần họ sống, họ sử dụng những cái đó thì bây giờ họ bán lại rất là rẻ luôn ha. Hoặc là mình cho từ thiện. Cho từ thiện thì mình phải tốn tiền thuê xe và cho người nữa. Còn những cái ghế sofa rồi của nhà Trân á, là ổng bán có 20 đô mà vẫn chưa có ai mua đó mà cô chú. Còn những cái ghế sofa nè. Còn cái China cabinet nè, cái đồ mà để chân tủ kiến á. Trân bán có 20 đô mà không ai mua. Tại vì những cái đó nó nặng á. Nên hình như họ ngại hay sao á. Còn ghế sofa đồ toàn là ghế hả 100% là da thật luôn á, mua là rất là mắc luôn á, mà ông bán lại hả có 20 đô mà cũng không ai mua nữa. Tại vì thay vì mình phải thuê người tới ta mang vác đi phải trả tiền cho người ta thì ông mua ông bán rất là rẻ luôn, để người ta tới giống như là khiêng giúp giùm ổng đi ra ngoài vậy đó, chứ ông không có làm việc nặng được. Mời ông bà cô chú xem hai anh em con đạp xe đạp nha. Đừng có đi trong cỏ liền ba mà. Rồi đi ra ngoài, cẩn thận nguy hiểm. Anh em nào đi nè, cẩn thận. Giỏi quá. Đây, hai anh em con đạp xe đạp nè ông bà cô chú. Good job Victor. Victor đạp xe đạp giỏi quá. Về nhà nghe. Đạp thẳng về nhà con. Bên phải nhìn bên trái có xe không, không có xe đi qua đường con. Con không cẩn thận cái chạy mất tiêu vậy đó hả? Ôi trời ơi, hai anh em chạy đua hả? Anh hai thắng và cẩn thận con. Cẩn thận nha. Rồi quay xe lại đi về nhà, đừng có đi trong cỏ con.